Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào má. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2019. Thay vì lá thư con gửi má như là lời con hứa mỗi thứ bảy hàng tuần, thì con nghĩ con đã từng thuyết pháp rất nhiều cho bao nhiêu người nghe, nhưng để tác ý chia sẻ Phật pháp cho má nghe thì con chưa có một lần nào hết. Thay vì viết thư, hôm nay con sẽ trực tiếp để má nghe được âm thanh, thấy được hình ảnh và nghe được lời chia sẻ của con trực tiếp thế này. Con nghĩ cũng là điều hay. Nên thứ nhất là con gửi đến má lời chia sẻ Phật pháp, thứ hai là tất cả những người mẹ với những người mà đệ tử xuất gia giao duyên của con. Con biết họ cũng đang theo dõi con để họ có cái cảm nhận rằng họ cũng đang theo dõi cái người thầy của cha của con của họ đi xuất gia, và cả những người cha mẹ của những người đệ tử đi xuất dương du học bên cạnh con nữa. À, kính thưa má, pháp môn A Di Đà Phật, niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Tịnh độ, bản thân con chưa có hành trì sâu sắc, cũng chưa có lãnh hội được cái thâm ý vi diệu của chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà, bổn nguyện của Ngài, con làm sao mà nói được phàm tăng như con. Nhưng mà học kinh được bao nhiêu, con có cái cảm hứng bao nhiêu về pháp môn này, con muốn chia sẻ cho má nghe để má khởi cái tính tâm mà hành trì khi mà má ở một mình ở nhà. Sớm trưa chiều tối sức khỏe má tự lo, thuốc thang má tự uống. Ăn uống nấu nướng không ai chăm sóc mà má phải tự chăm sóc ở ngoài con nữa. Thì những gì mà con nói ra như thế này, đáng lý là con phải làm những cái chuyện đó, nhưng con không làm mà con còn khuyên má thêm một việc khác để làm. Thì con không mong rằng để cho má cảm thấy nhiều việc để làm đâu nha, nhưng mà con mong má ít việc lại để làm, để chuẩn bị cho một cái tư lương đi về với tịnh độ. Còn bao nhiêu ở kiếp này thì cũng không đủ, bởi vì nó thừa lắm với sanh tử luân hồi từ vô số kiếp đến nay. Kính thưa má, là ví dụ như con đi tu, con là phàm tăng, mà con cũng có cái nguyện của con, thì cái nguyện của con là con muốn tự thân mình tu, có bao nhiêu con người chúng sanh có nhân duyên với con thì con có nguyện giúp đỡ họ tu. Và bất kỳ một con người nào tu cũng có cái nguyện riêng của họ hết. Và Đức Phật A Di Đà ngày xưa khi chưa đạt đạo vô thượng Bồ đề, Ngài là tỳ kheo mang tên là Pháp Tạng. Ngài đã có 48 cái lời nguyện. 48 lời nguyện này rất đặc biệt. Trong đó con chỉ nhớ lời nguyện thứ 18 thôi, bởi vì con cảm hứng nhất. Rằng Phật dạy nè, nếu có một chúng sinh nào trước khi chết mà niệm danh hiệu của ta ít nhất 10 lần, nếu ta không rước chúng sinh đó về nơi tịnh cảnh tịnh độ Tây Phương, ta thề không thành bậc chánh đẳng chánh giác. Má hiểu cái lời nguyện này không? Tức là Phật nói nôm na thế này nè: ta nguyện rằng bằng bao nhiêu công đức tu hành tích lũy ba la mật nhiều kiếp, với cái tâm chân thành của kẻ tu hành, ta muốn tạo ra một cái nơi mà đó không phải là chợ mà là chùa, không phải là nơi đau khổ của chúng sinh mà là nơi bình yên hạnh phúc, để người ta về cái cõi đó mà chỉ lo một việc thôi, là chuyển hóa bản thân mình. Thì cái cõi đó ta sẽ xây dựng gọi là cõi tịnh độ Tây Phương. Và làm sao để ta rước người về đó? Người phải có một cái điều kiện, để có một cái passport, một cái visa để qua bên cái cửa nghiệp của chính họ. Có vẻ như là đơn giản nhất mà Ngài tạo ra cho chúng ta một cái cơ hội để về cái nước tịnh độ tốt đẹp là cái Phật cảnh của Ngài, đó là Tây Phương. Rất rất là nhiều pháp môn tu, nhưng ngó bộ pháp môn nào cũng có khá nhiều điều kiện. Chỉ có pháp môn vãng sanh tịnh độ này không có tái lai về, không có
đi lại, sinh lại ở trong cái cõi luân hồi nữa. Mà khi về trên tịnh độ Tây Phương rồi, mình trở thành vị Bồ Tát bất thối chuyển. Tức là thế nào là bất thối? Tức là không có lui sụt, không có lui sụt lại cái cõi sinh tử nữa, mà là ở luôn trên đó tu hành đến khi nào mà đắc đạo mới thôi. Mới hiểu cái chỗ này chứ. Cho nên ai cũng, nếu mà biết được pháp môn tịnh độ thì người đó phước nhiều đời. Mà nếu biết được mà không tu tập thì thật bất hạnh của đời này. Cho nên công đức rất lớn để kiếp này mà làm một kiếp người chúng ta biết được pháp môn tịnh độ, và chúng ta hành trì cho tha thiết nữa, thì chắc chắn một đời mình vãng sanh. Bây giờ má cũng lớn tuổi, thời gian của má, sức khỏe của má không cho phép nhiều để tìm hiểu, để đọc, để nghiên cứu, để so sánh, để đối chiếu cái giáo lý bát ngát của Phật Thích Ca ở cõi này nữa. Thì chỉ có một cái phao duy nhất, đó là câu A-di-đà Phật má bám vào. Và cái một điều kiện thôi, đó là niệm 10 danh hiệu trước khi nhắm mắt và lìa đời, bỏ cái thân, báo thân này của kiếp người này. Một điều kiện đó thôi. Thì con thử lấy một ví dụ để má so sánh nha. Trước khi má ngủ, nguyên cả cái đội xấu của mình ấy, bao nhiêu người họ niệm được một câu thôi, A-di-đà Phật, huống hồ gì là 10 tiếng, rồi họ ngủ. Nếu con tính cái giấc ngủ đó là một cái chết ngắn, để sáng mai người ta sống dậy là đầu thai một cõi khác, thì bao nhiêu người ở trong một cái đội xấu Minh Xưng Tịnh Bắc Sân Tịnh Quảng Ngãi của mình đó, niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi họ ngủ? Con bảo đảm như má sẽ đếm trên đầu ngón tay. Và bao nhiêu người ở trong nguyên một cái huyện đó, nguyên một cái tỉnh đó, niệm được câu A-di-đà Phật trước khi họ nằm xuống họ ngủ? Cái điều kiện có vẻ rất là dễ nhưng má, nhưng để nghe được cái lời nguyện đó của một vị Phật vô cùng khó. Và để nhớ trước khi ngủ mà niệm được cực kỳ khó. Mình niệm hàng ngàn thứ, mình tưởng đâu nó khó, nhưng mà nó có vẻ rất là dễ bởi vì cái nghiệp của mình. Mình niệm có một thứ, nó có vẻ rất là dễ nhưng mà cực kỳ khó, bởi vì mình chưa làm nó bao giờ. Cho nên, để có được cái 10 niệm trước khi ngủ là cực kỳ khó, chứ không phải đơn giản. Cho nên để có 10 niệm trước khi tắt thở cực kỳ khó, chứ không phải đơn giản xíu nào. Vậy cho nên để có được 10 niệm đó trước khi mình nhắm mắt thật, lìa đời thật mà đi, thì hàng ngày mình phải thực tập 10 niệm đấy, hàng ngày. Ví dụ, trước khi ăn cơm, trước khi uống nước, đi tập thể dục, trước khi nói chuyện, trước khi tụng kinh, sau khi tụng kinh, 10 cái khoảnh khắc thời gian trong một ngày mà con chia sẻ với má đó, ít nhất là 10 niệm. Và đặc biệt trước khi lúc ngủ là mình niệm, ít nhất là 10 niệm, ít nhất phải nhớ tới. Thầy nè, cái suy nghĩ của mình, một là mình chọn nó để mình niệm cái thứ mình thích, hai là nó chọn mình, nó niệm cái thứ nó thích. Mà khi nó thích tức là nghiệp đổ trong đầu mình, tức là mình đổ nghiệp. Còn khi mình chọn cái thứ mình thích là mình chuyển nghiệp. Mà nếu mà mình thích thì Phật với ma mình thích cái nào? Nếu mình thích ma thì đó là nghiệp chọn. Mà nếu mình thích Phật á, là mình chọn. Mà Phật là tỉnh giác, mình niệm danh hiệu Phật thì giống như con nhớ tới má, thì con nào dám khởi cái tâm sân giận, bực bội, nghi ngờ, xấu xa, tức giận má đâu không? Bởi vì nghĩ đến cha mẹ thì đứa con nào cũng toàn là cái năng lượng tri ân thôi, biết ơn thôi, hạnh phúc thôi. Thì nếu mà con nghĩ về má, con niệm về má, con nhớ về má, thì không bao giờ có cái tâm xấu người trong nỗi con á, trong người con nổi con, trong người con nổi lên hết đó. Giống như vậy, khi mà nghĩ tới Phật á, là bao nhiêu cái công đức của Phật á, tự động nó chuyển hóa nghiệp phàm trần của mình, nó vi diệu lắm, chứ không phải đơn thuần là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tưởng nó dễ, không hề dễ chút nào. Cho nên còn có cái miệng, còn có cái lưỡi, còn có cái răng, còn có sức khỏe, còn có sự tỉnh táo, hãy niệm cho vững chãi 10 câu như thế này mới nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là theo tiếng nhạc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi niệm như vậy, cái tâm của má nó để vào từng cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, cụ thể,
và hết lòng vô. Má thử cho con điều này, má niệm thử 10 tiếng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, mà 10 lần như vậy, thử thử trong tâm má có một cái suy nghĩ gì, dù là con, hay dù chị hai con, hay dù cái công việc hàng ngày má làm hoặc là má đã làm, hay ai đó đã đến hay đã không đến, đã hứa, đã nói, đã như thế này thế kia, nó có xuất hiện trong đầu má trong khi má niệm 10 tiếng như vậy không? Thì má chia sẻ con nghe với, để con sẽ biết được là má thực tập nó tới đâu. Chỉ cần 10 tiếng mà má niệm được, thì má thử kéo dài khoảng niệm lần thứ 2, 10 tiếng nữa, niệm lần thứ 3, 10 tiếng nữa, coi thử trong tâm má nó có ở trên một cái câu A-di-đà Phật được trong khoảng 2 phút hay không. Nếu được thì mới mong mà có được cái niềm tin rằng mình có thể vãng sanh. Còn nếu sức khỏe còn đủ nha, tinh thần còn minh mẫn nha, mà trong vòng 2 phút không an trụ được ở trên cái câu A-di-đà Phật, thì mới nghĩ cái lúc sắp lìa đời, xa con, xa mẹ cha, xa tiền của, xa cả một kiếp người, đủ thứ nghiệp lực, cực trọng nghiệp, nó sẽ trồi lên như một cuốn phim ấn tượng, nó sẽ làm cho mình đau khắp toàn thân như ngàn lỗ chân lông mà từng mũi kim đâm vào. Một cái déo, một cái đau là khủng khiếp, mình phải la, mình phải khóc. Một người nói một lời tổn thương, mình nhớ hoài trong ngày, khó chịu. Huống hồ chỉ cái lúc mà nghiệp lực mình nó trồi về, thân cực kỳ đau, tâm cực kỳ bắn loạn, thì mới nghĩ 10 câu A Di Đà Phật đó nó trở thành 1.000 năm, chứ không phải là 2 phút nữa. Nó cực kỳ dài, nó cực kỳ khó, nó cực kỳ bám vô mà không niệm được, mở miệng ra mà không nhớ, không nói được chữ A, là bởi vì cái lúc đó thời gian nó cực kỳ không giải thích được. Thì ngay cái lúc hiện tại này mình có vẻ rất dễ dàng, nhưng nó cực kỳ khó so với cái lúc mà thập tử nhất sinh. Cho nên Phật nói là 10 tiếng A Di Đà Phật niệm trước khi ai đó, chúng sinh nào mà niệm trước khi chết, ta sẽ rước về. Thì má biết, hãy hàng ngày niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con nói như thế mấy dòng tối nay để kính má tha thiết sử dụng thời gian còn lại của mình không bên cạnh con, thì điều đó nên tốt đẹp cho má, để má bên cạnh Phật. Và nếu nhớ tới con thì xin má hãy niệm ít nhất 10 tiếng A Di Đà Phật, rồi má nghĩ tới con cũng được. Bởi vì nếu nhớ tới con mà nhớ tới Phật thì đó là má giúp con làm một đại sự công đức, đó là con báo hiếu. Còn nếu má nhớ tới con mà má khóc, má buồn, má cô đơn, má tủi phận, thì kiếp người đi tu của con coi như là mang tội bất hiếu. Nên con có phước cỡ con tu lâu hay không, con làm được nhiều chuyện lớn cho đạo, cho đời hay không, thì phụ thuộc vào một người mẹ có tấm lòng, có công đức, có âm phúc bao nhiêu để cho người con trai như con đi dài, đi xa và đi vững chãi. Con kính má như Đức Mẹ Quán Âm, mong má thương con, thương chúng sinh, thương chính mình và kiếp người này. Má đã trọn vẹn những gì đã đi qua cuộc đời má, má đã để lại những gì mà má đã làm hết sức mình có thể. Việc còn lại má hãy đi lên và đi vào cõi Phật, thì đó là hạnh phúc nhất của con vậy. Và con cảm thấy lời con nói, con chia sẻ, má cảm nhận được. Và má khoe với con má làm được, má thực tập được. Và má cũng cảm thấy hoan hỷ, có niềm tin sâu dày hơn với pháp môn A Di Đà Phật. Con kính má hoan hỷ và chúc má ngủ ngon. Xà thuốc.